X51 Story mến chào quý thính giả. Giữa sa mạc đầy cát nóng và gió lộng ở Ai Cập một ngày năm 1912, nhóm khảo cổ người Đức do Ludwig Borchardt dẫn đầu tiến hành khai quật thành phố bị lãng quên Amarna. Borchardt phát hiện bức tượng bán thân đẹp tuyệt vời bị vùi trong đống đổ nát, có niên đại hơn 3.300 năm, khắc họa gương mặt sắc sảo của người phụ nữ nổi tiếng cả về quyền lực và nhan sắc thời Ai Cập cổ đại, nữ hoàng Nefertiti. Trải qua hơn một thế kỷ từ khi bức tượng được phát hiện, những mảnh ghép về cuộc đời nữ hoàng tuyệt sắc gắn với thời kỳ cách mạng văn hóa và tôn giáo ở Ai Cập cổ đại, dưới sự cai trị của chồng bà, Pharaoh Akhenaten mới dần dần được hé mở. Mới đây, tuyên bố về khả năng tìm thấy nơi an nghỉ của Nefertiti lại tạo thêm làn sóng hào hứng quét qua cộng đồng nghiên cứu Ai Cập học toàn cầu. Trong một tuyên bố hồi tháng 7 năm 2015, nhà khảo cổ người Anh, ông Nicholas Slip cho rằng thi hài của nữ hoàng có thể nằm ở căn phòng đằng sau một lối vào bí mật, được che giấu bên trong lăng mộ Pharaoh Tutankhamun, con trai bà. Lối đi này, theo Rip, đã bị bịt kín bên dưới lớp tường được quét sơn và chát kín bằng thạch cao. Được phát hiện bởi Howard Carter năm 1922, lăng mộ vua Tutankhamun là khám phá gây chấn động với khoảng 3.000 di chỉ khảo cổ được tìm thấy, trong đó có cả xác ướp nhà vua cùng chiếc mặt nạ vàng nổi tiếng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, Tutankhamun là một vị vua ít được biết đến và chết sớm, trong khi Nefertiti lại là một trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất Ai Cập. Lịch sử Ai Cập không hiếm những phụ nữ quyền lực lên ngôi trị vì đất nước, song có một lý do khác khiến Nefertiti thu hút sự chú ý của thế giới hiện đại. Đó chính là vẻ đẹp bức tượng bán thân. Bạn sẽ thấy bởi đường nét thanh tú của chiếc cổ cao, hàng lông mày mỏng uốn cong cùng gò má cao nhọn của nữ hoàng. Meran mô tả bức tượng bán thân của nữ hoàng Nefertiti hiện được trưng bày tại Bảo tàng Neu, Berlin, Đức. Nếu sống trong thời hiện đại, Nefertiti có thể trở thành một siêu mẫu. Những chuẩn mực của cách đẹp dường như không hề thay đổi qua thời gian. Thực tế, vẻ đẹp huyền thoại này cũng gây ấn tượng mạnh với nhà khảo cổ Borchardt khi ông lần đầu nhìn thấy bức tượng. Hoàn toàn tình cờ, chúng tôi có trong tay tác phẩm sống động nhất Ai Cập. Không thể diễn tả hết vẻ đẹp của bức tượng bằng lời. Chỉ còn cách trực tiếp chiêm ngưỡng mà thôi, Borchardt kể lại trong nhật ký. Nữ hoàng Nefertiti, sinh năm 1370, mất năm 1330 trước công nguyên, là người vợ cả của pharaoh Ai Cập Akhenaten. Nefertiti cùng chồng là người thực hiện cả một cuộc cách mạng về tôn giáo, khi họ bắt đầu thờ chỉ một vị thần linh duy nhất, đó là thần Aten hay thần mặt trời. Bức tượng bán thân có niên đại 3.300 năm tuổi của nữ hoàng Nefertiti, được tạo tác với chiếc mũi chim ưng và xương gò má cao của bà đã khiến cho những người hâm mộ sắc đẹp trên thế giới phải lên cơn, sốt, thực sự. Nefertiti là một người đàn bà đẹp nhất trong lịch sử Ai Cập, có lẽ vì tên của bà có nghĩa là người đẹp đã đến. Người dân thời đó tin rằng nếu thần mặt trời xem màn múa thoát y nổi tiếng trong lịch sử của bà, một phần quan trọng trong hoạt động thường nhật, thì ngài sẽ đối xử biệt đãi hơn với thần dân Ai Cập. Và đó đã trở thành sứ mệnh của Nefertiti. Lịch trình, làm việc, một ngày của nữ hoàng luôn bắt đầu với điệu nhảy dành cho thần mặt trời. Với sắc đẹp của mình, đây là sứ mệnh cao cả được giao cho nữ hoàng Nefertiti. Người ta tin rằng, nếu thần mặt trời ngây ngất trước điệu nhảy đầy tinh tế của nữ hoàng, ngài ắt hẳn sẽ đối xử tử tế với người dân Ai Cập. Nefertiti kết hôn với một trong những pharaoh lập dị nhất ở Ai Cập thời cổ đại. Nhưng sau khi chồng chết, bà chính thức nắm quyền cai trị Ai Cập như một người đàn ông. Nếu các nhà nghiên cứu tìm thấy ngôi mộ của bà, những gì ẩn giấu bên trong có thể sẽ làm thay đổi lịch sử Trung Đông. Đầu thế kỷ thứ năm 14 trước công nguyên, ở thời kỳ đỉnh cao của triều đại thứ 18, pharaoh quyền lực tên Amenhotep III trị vì Ai Cập trong hơn 4 thập kỷ. Sau khi ông qua đời, con trai kiêm người thừa kế của ông, Amenhotep IV lên ngôi. Vua Amenhotep IV phá tan các đền thờ cùng tượng thần Amun và bắt đầu thờ thần Aten. Ông chuyển thủ đô đến sa mạc phía tây tên Akhetaten. Ông cũng đổi tên từ Amenhotep thành Akhenaten và cách mạng hóa nghệ thuật của Ai Cập theo phong cách hiện thực. Nhà vua miêu tả chính ông với chiếc bụng to tròn chứ không phải hình tượng một pharaoh trẻ khỏe mạnh. Nữ hoàng Nefertiti mang vẻ ngoài tuyệt sắc là vợ chính thức của Akhenaten. Bà được biết đến vào năm 1912 thông qua một bức tượng bán thân bằng đá vôi sơn màu nằm lẫn trong những tàn tích thuộc thời Akhetaten. Các ghi chép trong lịch sử không nhắc đến việc giữa Nefertiti và Akhenaten có một người con trai, nhưng họ có 6 người con gái: Meritaten, Meketaten, Ankhisenpaten, Nefernoferueten, Taserit, Nefernofer và Seteporer. Có thể một trong những thứ phi của Akhenaten là mẹ của vua Tut, người kế vị Akhenaten. Do quá mê mẩn nhan sắc của nữ hoàng Nefertiti, vua Akhenaten đã không màng đến triều chính, chỉ muốn chiêm ngưỡng và sở hữu người đẹp sông Nin. Nhà vua đã trao toàn bộ quyền lực cho nữ hoàng Nefertiti nắm giữ. Dựa vào quyền lực sẵn có, nữ hoàng đã lập nên một loại hình tôn giáo mới nhằm tôn vinh vị thần Aten, hay còn gọi là thần mặt trời, vị thần cao nhất trong tất cả các vị thần. Điều này đã khiến các thầy tu vốn sùng bái thần Amen bất bình và nổi giận. Họ đã đến gặp vua Akhenaten, cầu xin người hãy suy nghĩ lại và thu lại luật lệ tôn giáo mới.
Khi đó, Akhenaten đã nghe lời nữ hoàng của mình, đóng cửa các ngôi đền của họ, không cho thờ phụng và tổ chức các nghi lễ tôn giáo lâu đời. Cũng từ đây, triều đại của Akhenaten bắt đầu đi xuống. Vua Akhenaten không còn được lòng dân trong suốt thời gian cai trị về sau. Lo ngại bị ám sát, vua Akhenaten và nữ hoàng Nefertari đã lấy hết những đồ đạc quý giá từ các ngôi đền bị đóng cửa, xây dựng một thành phố mới nguy nga, tráng lệ, đặt tên là Amarna. Thành phố mới được một đội quân tinh nhuệ của hoàng gia bảo vệ chặt chẽ. Tại đây, Akhenaten và Nefertari sống trong sự sung sướng, giàu sang, bỏ mặc người dân đói khổ và than khóc. Với tư cách là chính cung hoàng hậu, Nefertari phải sinh hạ cho đức vua một hoàng tử để thừa kế ngôi báu, nhưng trong suốt 12 năm chung sống, bà đã sinh tất cả 7 người con nhưng tất cả đều là con gái. Điều này khiến vua Akhenaten thất vọng và tìm đến người vợ khác tên là Kia. Và người vợ này đã hạ sinh cho vua Akhenaten một hoàng tử tên là Tutankhamen và sau này chính là vị pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập, vua Tut. Đến năm 1336 trước công nguyên, vua Akhenaten qua đời, khi đó, triều đại Akhenaten đã suy tàn. Nữ hoàng Nefertiti lên ngôi, cùng nhất chính với vị vua kế nhiệm và từ đây, quyền lực của bà mạnh hơn bao giờ hết. Nefertiti trở thành pharaoh Nefemerueten, có ý nghĩa là người đàn bà mỹ lệ của vầng hào quang sáng chói Aten. Ai Cập nằm hoàn toàn trong tay nữ hoàng sắc đẹp Nefertari. Trong thời kỳ đầu cai trị, để bù đắp cho những gì vua Akhenaten gây ra, nữ hoàng Nefertari đã đưa ra quy định, cho phép người Ai Cập thờ phụng các vị thần khác như cũ nhưng đã quá muộn. Nhiều kẻ thù luôn nhăm nhe hạ bệ bà và tìm cách ám sát vị nữ hoàng quyền lực muốn thống trị giang sơn này. Cũng vào thời điểm này, nữ hoàng Ai Cập đã biến mất một cách bí ẩn. Nhiều nhà sử học đặt giả thiết, nữ hoàng cùng con gái và con rể đã rời bỏ hoàng cung đến lánh ở một vùng làng quê xa xôi nào đó hoặc cũng có thể bà đã bị ám sát trên đường chạy trốn. Và xác ướp của nữ hoàng đã trả lời cho tất cả những thắc mắc đặt ra của các nhà sử học. Khi các nhà khảo cổ tìm thấy xác ướp của nữ hoàng, họ rất ngạc nhiên khi nhận ra đây là xác ướp một cơ thể đầy thương tật và biến dạng với những nhát cắt ở ngực, cổ, tay, chân. Bàn chân của xác ướp đã bị tháo rời, cánh tay phải bị rách, ngực và cổ thì bị rạch nát bởi một vũ khí cùn, kèm theo đó là một vết đâm ở dưới ngực trái. Cánh tay trái cũng bị gãy, có vẻ như chủ nhân đã phải tự vệ trước một lưỡi dao sắc. Đội nghiên cứu nhận định, nữ hoàng đã bị những kẻ thờ đa thần trả thù. Một lời đồn còn tồn tại đến ngày nay, lan truyền trong dân chúng Ai Cập. Nữ hoàng đã dùng bùa mê để yểm lên chồng mình là pharaoh Akhenaten để nắm giữ quyền lực thực sự sau ngai vàng. Bà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất để loại bỏ những người đàn bà là tình địch của mình. Có người cho rằng bà đã hạ sát Kia, một người vợ khác của vua Akhenaten vì đã hạ sinh hoàng tử, điều mà bà không làm được. Việc này khiến bà mất đi niềm tin của nhà vua và dân chúng dành cho bà. Ngày nay, nữ hoàng Nefertiti vẫn có sức mạnh thu hút ánh nhìn. Bức tượng bán thân nổi tiếng của bà được tìm thấy tại Ai Cập năm 1912 và đang được trưng bày ở Bảo tàng Berlin, Đức. Bức tượng là một gương mặt khả ái, trên đầu đội chiếc vương miện độc đáo, chiếc cổ thon dài, vươn cao kiêu hãnh, cùng nụ cười bí ẩn hiện trên đôi môi thắm đỏ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sắc đẹp của nữ hoàng Nefertiti có được là nhờ một loại chất tương tự Botox thời hiện đại, chất làm trẻ hóa làn da, mất nếp nhăn, để nâng cánh mũi của mình và che đi các nếp nhăn nơi đuôi mắt quanh khóe miệng. Từ đây, các nhà khoa học đã thay đổi hẳn khái niệm về cái đẹp thời xa xưa. Theo hãng thông tấn DW, bức tượng bán thân đầy màu sắc này không phải là hình ảnh duy nhất của Nefertiti được tìm thấy. Những bức phù điêu cổ đại thể hiện hình ảnh bà tay trong tay với Akhenaten trong các nghi lễ tôn giáo, hay hình ảnh một người mẹ tận tụy với 6 cô con gái của mình, và có cả những bức tượng khác. Bức tượng bán thân được làm bằng lõi đá vôi, trên đó nhà điêu khắc đã phủ vữa để mô phỏng các đặc điểm của Nefertiti. Một lần chụp cắt lớp vi tính, CT, vào năm 2006 cho thấy một khuôn mặt nhăn nheo được khắc vào đá vôi. Bà John nói, người nghệ sĩ đã phủ một lớp vữa mỏng lên trên đó, giống như cách trang điểm với phấn nền để làm mịn da. Nefertiti rất có thể có cả hai mắt, nhưng bà John có một giả thuyết về lý do tại sao bức tượng bán thân nổi tiếng chỉ còn một mắt. Nó đơn giản chỉ là một mô hình. Nó được nghệ sĩ sử dụng làm khuôn mẫu cho các bức tượng khác của nữ hoàng. Một miếng mống mắt đó có lẽ là được sử dụng để thử với các vật liệu khác nhau, bà John giải thích. Để tái tạo chính xác hơn khuôn mặt thật của Nefertiti, người ta sẽ cần đến xác ướp của bà. Nhưng cho đến nay, xác ướp của Nefertiti vẫn chưa được xác định rõ ràng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, bà John nói. Và ngay cả khi xác ướp của Nefertiti một ngày nào đó được xác định rõ ràng, vẫn sẽ có những điểm không chính xác. Các xác ướp được bó lại một cách tự nhiên, chỉ có xương và da, và phần khó tái tạo trên khuôn mặt thường là mũi, bà John nói. Ngày nay, khoảng 3.500 năm sau khi Nefertiti qua đời, vẫn không thể xác định chính xác diện mạo của bà. Và nhờ bức tượng bán thân, Nefertiti vẫn là một vẻ đẹp đáng chú ý trong tâm trí mọi người. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này.
Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.